cha bắt đầu bị con bà sắp xa bị con lưu chung mùi nè kru hai nè kru nè an ảnh tập bọt tên sắp hiếp nông bọc cô ấy con sạp chân con con ngọt nế xong sắp nè kru đòi dâu chết tục đạc hai dân riêng an tâm khu nông tiên tích tích con nét cha mọ sắp nè khu ngọt nế con nét cha tên sắp hiếp nông bọc cô cho an tập bọt kháng kháu tập nông bọc cô miên tên sắp hiếp lọ đôi bọc đích lạc nè đồng náu dư tên sắp cho phía tráng các bà bạn tự phơi đầm ná tự lấy khai cổng bốt kê mình phép tư cầm sàn lực nung bốc cổ lời bà kê mơ bi trầm ngái bê mê trò lát kê khơi trông rịp nung bốc cổ dạng cho bác nung ní miên riêng đô chìa bốc rồi bọc cổ tại phó chanh bì bê bạc xa đó cả đặc mực kê ác tư to cầm cục nung đo rực dũng rửa riêng trong nghiệp xem xén tam lời mũi đại bọt bọn vì trường nôm là hô to còn phụ nôm bê tự to lơ nóng nôm kê khơi xâm nóng chắc chắc bạc bái nơi biết bê lơ nóng nôm mình tài bằng nó nghiêm kê sẽ là thông thông hạt đôi chia gần lại ông quên lên giang lõ ở cha chia rời rưỡi bỏ bó cơ sát một bạc luôn nghẹt đồng náo phơ ai buộc kê tổ tua bàn à cà thiết đo trò chạy sren bà kê mơ bì lơ gầm bụng nôm một kráo kê khơi tê sập hiếp bày bạc xa khiêu sổ ngắt nắng lùng ho sập mốt đỏ thông lửa vương với cua ai chóng cơi cùn à sài hạt đi hái tượm nơi rợt đời bàng nhiều tê cho nôn khía tê lê lực nôm bồ cổ bốn nơi tì nụ phơ ai bù kê miên à lòng chạc lá tấp chất sập bài rí phlech ốc tục còn vó lệch ốc ca nơi hót đòi xa ạc cắt xịt o bò rì sọt xâm rốc nông bộ cố ai tiện tiên nhiều tế cho chết nâng ơn đã chết nôm ở nôm khía tự càn tì nút chia hồ hai ẩn ạc chà mình tôi bị con bàn tâm nè cừu ăn hai tờ con ạc ăn bàn tài vị tế nè cừu chưa thác con một con chị ăn bàn mẹ đi con chân con rơi tại ăn nên tệ bán tràn đòn nè tràn đòn tam tại ăn phượt bàn và tôi bị con bạn ăn hái tọt nhưng mơ ăn bắt mình muốn được cụ một tọt đi con nè ta nè con đang ta ăn bắt tới tiếp nung bồ cô bán chai chân chia và mang cả thạc khang con qua cả thạc khang thế chân nè con đang ăn bắt đi cứ bán chai chân chia bay cả thạc khang cả thạc khang như thế mùi chắp đa mặt tốt thì mùi cả thạc khang mùi chắp đa mặt tốt thì mùi cả thạc khang chân ăn tập bắt nung bồ cơ cứ bay chai chân chìa bay thả khăn và xa tại vía miên chắp đau một con bay đòn được nỉa còn vô tiền thả thả khăn đấy con chân một con còn vô hai nhạc cũ nên xua cô một to tiền con nhé tôi thật nên con khai nè khai tóm còn bột tên sự nghiệp nung bồ cơ tập nung bồ cơ bên riêng người ấy con nhận rằng tập nung bồ cơ bên riêng người ấy con nung bồ cơ nung bồ cơ cứ miên riêng đôi chị ấy trong đằng ấy chà nông bộ cơ cứ miên riêng đôi chị ấy con này con khơi nhé khơi nhé con này nông bộ cơ cứ miên riêng đôi chị bộ là bò sát sạch cô khơi nhé à bộ là cái non cô chân nông bộ cơ cứ miên riêng đôi chị á bộ là bò sạch cô khơi nhé con này trôn trê đúng cái đường bọc nông bộ cơ chà ok to tên á chắc nông bộ cơ bây giờ không mơ gì anh mơ khơi chụp bắt được bê nè được bê nè con được bê mê sở sở ghế mê sở lạc mê nè con trong nông bộ cố cái những ai khơi những bê mê rõ rõ lăng hay nông bộ cố miên phơ là ăn tới nông bộ cố à miên ế chà nông bộ cố cứ miên á miên phơ là ăn tới lớp nông bộ bộ cố cứ phơ đại bọt bọn bí bọt bọn trong bình nông nông là hoặc đa cầm bú nông những ai làm bán lớp nông bộ cố còn dồn lên đó chà to tiết tên sự phép ta lớp nông nông bộ cố miên ấy là lớp nông bộ cố miên ấy là con những ai muốn đăng ký đấy khác miền sầm nắng chắc cha miền ở cái lại đang mò thom thom chứ cái lại ông coi lên giang ở cha vô đây con dân bay yên mơ bị lớp nó một cô cua mặc crown vậy ta yên khơi đấy khác con yên khơi đấy khác wow khơi spray bạc sa crack mặc mẹ nó có khơi yên này khơi nhé bây giờ mơ bị lớp mà khơi spray bạc sa khơi nhà kia cha khơi tràn mình ta nó tiếp xếp nó một cô nên bây giờ là bị lơ mó mơ bị lơ mó cào khởi như con này cứ stress ăn mình tàn khởi như con này cứ stress ăn mình tàn
ឃើញលំហសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយយល់ទេកូនអញ្ចឹងទេសភាពនៅមកកោអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានជាច្រើនយល់អត់កូនអញ្ចឹងបន្តពីកូនបានរៀនមួយអ្នកគ្រូហើយតើកូនដឹងទេតើនៅមកកោថានៅក្នុងខេត្តណាមានរៀនដូចអីតើអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការពិសោធន៍កូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានសំណួរចំនួនប៉ុន្មានចំនួន6សំណួរចោះគូទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូជឿថាកូនប្រកាសជាអាចឆ្លើយឆ្លាតបាទតាមតាមមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចានេះគឺជាសំណួរទាំង6ដែលអ្នកគ្រូនឹងសួរកូនណាបន្ទាប់ពីកូនរៀនមួយអ្នកគ្រូហើយកូនបានអានហើយកូនសិក្សាពីហើយឥឡូវមានសំណួរទាំង6ចង់នឹងថាកូនអាចធ្វើបានអត់មកអានមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសំណួរទី1តើភ្នំបូកគោស្ថិតនៅឯណាឆ្លើយបានអត់ចាទី2តើគេមើលភ្នំបូកគោច្បាស់នៅពេលណាចាអូខេតើទី3តើមានផ្លូវឡើងភ្នំបូកគោដែរឬទេចាមានអត់ចាទុកសិនចំណាយទុកសិនបន្តិចទៀតឆានមួយនៃគ្រូគាត់ណាចាតើនៅលើភ្នំបូកគោមានអ្វីខ្លះមានអីខ្លះនៅលើខ្នងភ្នំបូកគោមានអីខ្លះតើទៀតតើឃើញអ្វីខ្លះពីលើភ្នំបូកគោអញ្ចឹងទៅយើងមើលពីក្រោមមើលអត់អីខ្លះពីលើភ្នំបូកគោអញ្ចឹងទៅយើងនៅលើភ្នំបូកគោមើលមកខាងក្រោមតើយើងឃើញអ្វីខ្លះយល់ទេកូនសំណួរទី5សំណួរទី6តើភ្ញៀវទេសចរមានអារម្មណ៍បែបណាពេលទៅដល់ភ្នំបូកគោចាសំណួរទាំង6តើកូនឆ្លើយបានដែរឬទេឆ្លើយបានអត់អញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូជឿថាមុនអ្នកគ្រូផ្ដល់ចម្លើយកូនៗមិនបាច់ជាអាចឆ្លើយបានដោយសារតែកូនៗទាំងអស់គ្នាបានរៀនមួយអ្នកគ្រូមុននឹងហើយមែនអត់អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងកំណែជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតើការឆ្លើយរបស់កូននេះត្រឹមត្រូវទៅតាមចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូអត់អញ្ចឹងយើងកំណែមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតោះចាប់ដើមតើទាំងអស់គ្នាឥឡូវមើលចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូទៀងទាត់តើចម្លើយរបស់កូននិងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូដូចគ្នាឬអត់មកមើលទាំងអស់គ្នាគាត់ណាចម្លើយចាភ្នំបូកគោស្ថិតនៅខេត្តមាន13ទីខេត្តមួយណាកព្រៃវែងខខេត្តតាកែវគោខេត្តកំពតយើងមួយណាកូនមួយណាខេត្តកំកំពតចាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងភ្នំបូកគោស្ថិតនៅខេត្តកំពតយល់ទេកូនសំណួរទី2គេអាចមើលភ្នំបូកគោនៅពេលណានៅពេលណាកូនពេលណាកមេស្រទុំខមេស្រឡាក់អញ្ចឹងគេអាចមើលឃើញភ្នំបូកគោពីចម្ងាយនៅពេលណាពេលមេស្រស្រឡាក់អញ្ចឹងកូនណាខ្លះឆ្លើយទៅគ្រូខ្ញុំយកបេកហំគ្រីខ្លួនឯងមួយណាត្រឹមត្រូវគោចុចផ្លូវឡើងលើភ្នំបូកគោមានឬក៏មិនមានមានអត់មានគឺយើងបំពេញពីថាមានផ្លូវឡើងលើភ្នំបូកគោត្រឹមត្រូវការឆ្លើយមកកូនគឺត្រឹមត្រូវណាបើទៀតនៅលើភ្នំបូកគោមានសំណង់ចាស់បាក់បែកនិងទាំងសិលាធំហាក់ដូចជាកន្លែងអង្គុយលេងយ៉ាងអស្ចារ្យកូនណាខ្លះឆ្លើយដូចអ្នកគ្រូមានទេបើកូនឆ្លើយបែបនេះគឺចម្លើយបងកូនត្រឹមត្រូវបន្តទៀតបើគេមើលពីលើកំពូលភ្នំបូកគោគេឃើញមានព្រៃប្រាសាទខៀវសម្ងាត់និងលំហសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយចាគេគឺចម្លើយត្រង់ត្រូវទី6ញៀវទេចរមានអារម្មណ៍ចុចពេលទៅដល់ភ្នំបូកគោអារម្មណ៍ដែរទុកអារម្មណ៍សប្បាយអារម្មណ៍សោកសៅអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍អីកូនអារម្មណ៍សប្បាយរីពេលទៅដល់ភ្នំបូកគោអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកំណែចម្លើយមួយគ្រូហើយកូនតូនណាខ្លះឆ្លើយត្រូវដូចអ្នកគ្រូនេះណាខ្លះឆ្លើយត្រូវដូចអ្នកគ្រូតាអ្នកឆ្លើយត្រូវសូមលើកដៃហើយអបអរសាទរខ្លួនឯងកូនពេញឆ្លើយទឹកណែណាឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆាប់យល់អ្វីដែលអ្នកគ្រូចង់ប្រាប់កូនចា